Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Các bác em lên các bác em họa mi dáng ngũ cường cao cầu các bác nhá. Em này đuôi lá vả rất là đẹp luôn các bác ạ. Đặc biệt là cái hầu nó rất là to các bác nhá. Họa nét bóng bộ đẹp, chim khoảng tầm gần 25 lồng rồi. Nhưng mà em này mới thuần được khoảng 80-85% đấy các bác nhá. Anh em về anh em nuôi nhẹ nhàng giúp em nhá các bác nhá. Để em sẽ cho anh em xem cái đầu mặt của nó này. Một con chim phải nói là cực kỳ là chất lượng luôn anh em ạ. Mắt xanh này. Đấy. Đầu táo anh em nhá. Đấy, các bác nhìn đầu mặt nó này. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, bây giờ em sẽ quay chân cho các bác xem nhá. Đấy, chân nó đây các bác này. Những chú chim có tuổi lồng thì chân nó thường thường như này anh em nhá. Rất là đẹp luôn các bạn. Và đặc biệt là con này rất là cao cầu anh em nhá. Anh em chú ý là con chim này phải anh em nuôi nhẹ nhàng giúp em là rất là ok thôi nhá. Một mẫu chim gọi là quá là đẹp luôn anh em ạ. Mời anh em lắng nghe giọng hót của một chú chim già rừng anh em nhé. Con này thì nó chưa căng đét hẳn đâu anh em ạ, nhưng mà thái độ chơi rất là tốt anh em nhé. Thank you.
Thật sự anh em là chú chim này quá đẹp luôn. Đuôi lá vả to, bộ to anh em nhé, họa nét. Mày có sạc dự phòng được không? Mày có sạc được con này, quá đẹp luôn anh em ạ, dáng dấp bóng độ. Nói chung là những chú chim cao cầu như này thì em nghĩ là rất là nhiều anh em thích anh em ạ. Đuôi lá vả to anh em nhé, hot từ nãy giờ vẫn đuôi lá vả anh em nhé. Anh em các bác nhá, đây là một em họa mi bộ to dáng ngũ trường cao cầu hot tốt nhá. Em xin phép là dừng video đây. Xin chào tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip sau. Bye bye tất cả anh em.